Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Việt Nam cho biết, đến 9 giờ sáng ngày 6 tháng 9, vị trí tâm siêu bão số 3 Yagi trên vùng biển phía Bắc, khu vực Bắc Biển Đông, cách đảo Hải Nam Trung Quốc khoảng 130 km về phía Đông Đông Nam, cách Quảng Ninh khoảng 570 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 16, giật trên cấp 17, di chuyển theo hướng Tây, tốc độ 15 đến 20 km một giờ. Theo các chuyên gia, đây là cơn bão rất mạnh, hoàn lưu rộng. Vùng gió mạnh cấp 8 có bán kính khoảng 250 km, vùng gió mạnh cấp 10 khoảng 150 km, vùng gió mạnh cấp 12 khoảng 80 km xung quanh tâm bão. Dựa vào thang đo Beaufort tại Việt Nam, gió mạnh cấp 8 sẽ có vận tốc từ 62 đến 74 km một giờ. Với sức gió này, sẽ làm gãy cành cây, tốc mái nhà, gây thiệt hại về nhà cửa. Biển động rất mạnh, đặc biệt rất nguy hiểm đối với tàu thuyền. Gió mạnh cấp 10 sẽ có vận tốc từ 89 đến 102 km một giờ, làm đổ cây cối, nhà cửa, cột điện. Biển động dữ dội, đủ sức gây đắm tàu thuyền. Đáng chú ý, gió mạnh cấp 12 có vận tốc từ 118 đến 133 km một giờ, sức phá hoại cực kỳ lớn, sóng biển cực kỳ mạnh, đánh đắm tàu thuyền có trọng tải lớn. Với sức gió trên, nhà chung cư cao tầng sẽ tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Cư dân và ban quản lý tòa nhà cần đặc biệt chú ý để tránh các tai nạn và thiệt hại không đáng có. Thưa quý vị, tiếp tục cập nhật thông tin về tình hình ảnh hưởng của cơn bão số 3, có tên quốc tế là Yagi, thành phố Hải Phòng. Một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề của cơn bão số 3 và cũng là địa điểm đặt sở chỉ huy tiền phương phòng chống bão số 3. Trong ngày 7 tháng 9, bão số 3 Yagi đã đổ bộ vào tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng để lại hậu quả nặng nề. Sáng ngày 8 tháng 9, các công nhân cây xanh thành phố Hải Phòng đã phải dùng máy cưa cắt nhỏ từng cành cây, sau đó mới có thể thu dọn và mang đi. Ở các tuyến phố khác, cây xanh đổ gãy khiến nhiều con đường biến thành rừng cây, các phương tiện không thể di chuyển. Tại Hải Phòng, bão số 3 từ mưa to đến thiệt hại khiến nhiều khu vực trên địa bàn thành phố bị ảnh hưởng. Không thiệt hại gì à? Không sao. Đây phong chuẩn trị y học đây. Đây cả cái
khỏe thì là yên tâm và không có cây cối gì cả. Ngổn ngang bây giờ dọn rồi. Vâng, bọn em dọn đây. Em là một chị nào. Dân ra đấy. Con này đi ra đây con. Con này đi ra đây con. Đường Mê Linh, không được đường Ngọc Quỳnh. Thank you.
Hải Phòng để sớm ổn định đời sống sinh hoạt của người dân, khôi phục sản xuất, lực lượng chức năng, đơn vị của thành phố Hải Phòng đã nhanh chóng bắt tay vào khôi phục sự cố viễn thông, giao thông, điện, nước, vệ sinh môi trường. Ngay trong đêm mùng 7 rạng sáng ngày mùng 8 tháng 9, ngành điện Hải Phòng đã nỗ lực khôi phục được 3 trạm 220 kV và cấp điện trở lại cho 20% khách hàng lúc 6 giờ sáng ngày mùng 8 tháng 9. Điện lực Hải Phòng đang tập trung cao để khắc phục và có thể cấp điện trở lại cho toàn bộ khách hàng vào cuối ngày mùng 8 tháng 9. Cơn bão này thì nó thiệt hại về tài sản tôi quá lớn. Cả biển báo đất gần như là đổ hết toàn bộ các thành phố, mà bây giờ công ty chúng tôi đang phải đi thu dọn lại để làm cái an toàn giao thông cho người dân đi lại. Những chỗ nào sung yếu thì đã công ty cũng đã đi trước được 2 ngày. Thế là trước khi cơn bão thông báo là đã đi được 2 ngày đi để kiểm tra và chẳng chống sự cố, nhưng mà thực ra những cái biển như thế này thì nó độc lập như này không để chẳng chống được. Trước mắt, thành phố Hải Phòng yêu cầu khẩn trương thống kê thiệt hại và triển khai ngay các biện pháp khắc phục hậu quả của bão. Đặc biệt, ngành điện cần chú ý khắc phục sự cố, khôi phục việc cấp điện cho các khu công nghiệp để tiêu thoát nước và ổn định hoạt động. Các địa phương, các ngành tập trung khôi phục mạng lưới giao thông kết nối, khôi phục nhanh hệ thống thông tin liên lạc, huy động mọi người dân tham gia thu dọn vệ sinh môi trường.
lo. Chẳng không có sóng ấy đâu. Con nói đi.
tiếp cây này. Mưa.